Nhóm thanh niên chơi lớn ngang nhiên dỡ cửa sắt nhà dân để dắt trộm xe máy. Ngày 1 tháng 8, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ 4 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo công an, danh tính các đối tượng gồm Phạm Hoàng Quốc Trí, 31 tuổi, Phạm Minh Văn, 30 tuổi, Đỗ Minh Duy, 29 tuổi và Nguyễn Huỳnh Anh Thư, 28 tuổi, cùng ngụ thành phố Thủ Đức. Trước đó, khuya ngày 23 tháng 6, cơ quan công an nhận được tin báo của chị B ở đường D10, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức về việc gia đình chị bị kẻ gian đột nhập trộm 2 xe máy. Vào cuộc truy xét, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức đã mời Trí, Văn, Duy và Thư đến cơ quan công an làm việc. Tại đây, cả 4 đều khai nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai, tối 23 tháng 6, 4 nghi can trên rủ nhau ngồi nhậu tại nhà của Văn ở phường Bình Trưng Đông, thành phố Thủ Đức. Tại đây, Trí rủ 3 thanh niên còn lại tìm nhà nào có xe máy để sơ hở thì đột nhập vào dắt trộm xe và được các bạn nhậu đồng ý. Sau đó, nhóm thanh niên đảo quanh nhiều tuyến đường và phát hiện hành lang nhà chị B có 2 xe máy nên chấm căn hộ này. Tại đây, Văn và Duy ngồi trên xe để cảnh giới bên ngoài, trong khi Thư và Trí tiến lại tháo dỡ cổng nhà chị B rồi dắt trộm 2 xe máy chạy ra ngoài rồi tẩu thoát. Tiếp tục đấu tranh, Trí và Văn thừa nhận trước đó khoảng 5 ngày, cả hai đã trộm 2 xe máy khác ở đường Bưng Ông Thoàn và Gò Cát, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Thủ Đức tiếp tục điều tra làm rõ. Các bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.